Liên tục chương trình thì Minh Hảo và Tô Kim Phương xin gửi tặng quý vị một lớp chất đoạn cũng rất quen thuộc được mang tên Nguyệt Hổ Dương. Mời gì cùng nghe. Là giờ đây chất đoạn Nguyệt Hổ Dương sẽ được phép bắt đầu. Dạ. Chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Gã ăn mày khốn khổ? Ngươi đến đây để làm gì? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đến đây dụng ý khất thực hằng ngày. Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo, người là ai? Người là ai? Bà hãy nhìn cho rõ, kẻ không đáng này là ai? Trần Bảo. Dương Thảo Lan. Bảo ơi, em dám anh chớ tới gần. Tại sao? Tại sao em vô tình anh bắt anh với Dương Thảo Lan? Tại vì bản thân em giàu đây quen mô nên đành phải quay lưng. Thảo Lan, Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở của đời tôi, là giọt bao dưới tiền hồng. Dưới những cận rối đổ nát tan thân xác, nhưng đâu bằng sai sức ở trong tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, vì sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thương đã rẽ lối âm tình. Trần Bảo, Dương Thảo Lan. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa phương dưới cành lá. Hãy sớm buồn đi cành lá ngày ấy, xin nó mắt trọn đời. Trần Bảo anh ơi, hãy yêu cho em đâu phải chỉ sửa giao sáng mà em tay lòng đôi cha phụ cứu tâm sang quên lời dặn ta tình cô nghĩa xưa hồ tặng kêu đã hãy tiên thủy chung em đi dèn dừa nhưng không cô tay cô tạo là lái nghịch cành trở nên cho đời dẫu ba dù không lối đào tạo càng bà vẫn còn yêu tôi thì làm sao bà đành tâm đối bến sang thuyền. Một con nữ bên sông kia ngày ngày giặt lụa mà nay trở thành bà tổng đốc phu nhân. Bởi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm, đi xây lầu mộng yêu đương trên bãi cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhạt, trên đống lụa vàng son. Trần Bảo, xin dính mi. Trần Bảo, đừng kêu tôi nữa. Xin hết rồi. Rồi, Minh Hảo, Tô Kim Phương xin cảm ơn những toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin cảm ơn.